Ôi ơi, đẹp quá. Dạ, xin kính chào quý cô bác, anh chị em và các bạn. Dạ, đây là chiếc VDR, thương hiệu của Ý. Ơi, Khang đi đến đâu, tới tiệm nào mà nhìn thấy chiếc nào bắt mắt, còn ngon, còn đẹp, thì tốt là quay đăng liền cho quý cô bác, anh chị em và các bạn xem tham khảo và coi Khang chọn xe quay có ngon không hen. Dạ, còn bây giờ xin kính mời quý cô bác, anh chị em và các bạn cùng xem chiếc này để bảng giá bán lại bao nhiêu tiền, coi có hợp với cái chất lượng của chiếc xe này không hen. Không biết mang bộ rúp gì đây. Ồ, tẹt ra rồi các bạn ơi. Vậy là coi chừng chiếc này mới nó không hề rẻ rồi. Tiệm bán xe đạp đã qua sử dụng ở Nhật thường thì có ghi trên bảng giá giá mới và giá cũ của nó luôn. Vậy phải quay liền vào bảng giá cho quý cô bác anh chị em xem mới được. 2011. Ý, có giá mới của chiếc này nó cao kinh khủng vậy. 573.000 yến các bạn ơi. Khoảng 114 triệu 600 ngàn. Gì mà ghê vậy? Còn hiện tại bán lại với giá này 195.800 yên, tính ra tiền Việt của mình giá tầm khoảng 39.160.000. Ồ, vậy là cũng không có đắt lắm. Mình khoái xem những dòng xe đã qua sử dụng rồi mà trước kia giá mới của nó như vậy nè, 110 mấy triệu, rồi bây giờ bán lại với giá rất là rẻ. Nên chọn kiếm mua những dòng xe này, nó có những linh kiện rất là tốt luôn. Dạ, còn size chiếc này là 52, khung sườn ngang là 540. Rồi, vậy là bây giờ mình cùng xem xe đi, coi bộ rúp của chiếc này coi còn tốt không. Chứ thấy ưu tiệt ra là mê rồi. Dạ, chiếc này thấy nước sơn khung sườn xe còn bóng bẩy dữ lắm. Mà màu sắc cũng rất là bắt mắt nữa. Trông rất là đẹp luôn. Mà mới bước vào tiệm là mình đã nhìn thấy chiếc này. Tự nhiên con mắt mình, mắt nhìn nó không à. Ngắm em cho thật đã, rồi mới đi xem mấy chiếc khác. Mà càng nhìn từng chi tiết, càng thấy những cái linh kiện của chiếc xe này rất là cao cấp luôn. Dạ, đây là cái cảm nhận của mình khi nhìn chiếc xe này ạ. À. Còn quý cô bác, anh chị em và các bạn xin cho ý kiến về chiếc xe này coi nó còn được bao nhiêu phần trăm. Dạ, bây giờ mình sẽ quay từ trên yên xe xuống. Yên xe của nó như vậy ạ. À. Cột yên xe 3T. Hình như cột yên xe cũng bằng carbon luôn. Rất là đẹp luôn. Ngay cột yên xe chỗ này đẹp quá đi. Dạ, còn khung sườn ngang của nó nè. Rất là bóng bẩy luôn. Xài kỹ lắm. Phải soi từ từ, kiểm tra thật kỹ khung sườn mới được. Chứ mấy cái anh khung sườn carbon mà đã qua sử dụng rồi, phải cẩn thận nhìn thật kỹ mới nhìn thấy được cái chỗ rạn nứt của nó. Trên ghi đông thì quá đẹp rồi. Còn cái khung sườn này khác bạn, 10 năm rồi mà nó vẫn còn láng cốn như vậy thao. Nước sơn bóng rất đẹp, không thấy dấu trầy luôn. Sao mà xài kỹ dữ vậy? Hay là nước sơn của nó quá tốt đi? Chữ thì vẫn còn nổi rất là đẹp. Không thấy phai mờ chút nào luôn. Công nhận nhìn khung sườn carbon nó đã làm sao đâu. Nhìn thấy mấy cái lằn sọc trong cái khung sườn carbon này nó bắt mắt làm sao đâu á. Nhìn nó đã thật.
bông giận luôn. Công nhận mình nhìn cái chỗ này mình rất thích nha, rất là phái, trông nó đẹp ghê hồn luôn. Nhìn kiểu mẫu khung sườn cũng rất là đẹp, còn cây sườn đứng của nó nè cũng không thấy dấu trầy. Đó, nhìn sợi sợi sọc sọc của carbon trông rất là đẹp. Chỗ phần gạt đĩa cũng không thấy chảy xước nhiều. Shimano Ultera. Đâu các bạn xem giò dĩa của nó nè. Bóng giận hả? Sao cũng không thấy dấu chày nữa. Hay thiệt, xài kỹ ghê hồn luôn. Có vẻ như chủ của chiếc xe này lúc mua giá tiền nó cao như vậy, cho nên xài rất là kỹ. Có lẽ như vậy. Còn bánh răng của đùi đĩa, mình nhìn như vậy, mình cũng không biết được cái độ mòn của nó bao nhiêu. Dạ, bây giờ mình sẽ quay bộ đùm líp và cù đề. Đâu các bạn xem, bộ líp này coi còn tốt không hen. Đó, nó như vậy nè. Sao trông mới ghê vậy? Còn cù đề cũng vậy, nhìn trông còn rất là đẹp, láng bóng à. Nhìn thấy bộ líp ở bên trong giống như là mới vậy. Bánh răng còn quá đã. Xem thật kỹ phần phía sau của cù đề, líp thì vệ sinh rất là sạch, dây đề cũng còn rất là đẹp, trông thấy chắc chắn lắm. Phải quay cái phần này rất là quan trọng, thật kỹ xem đi xem lại mới được, để coi nó có mẻ bánh răng hoặc líp có bị mẻ không. Cụ đề thì nhìn ở bên ngoài như vậy là rất an tâm rồi, còn xem lại cái líp của da băng nè các bạn. Ô, vậy là clip này R8.000 rồi. Còn dây xích của nó thì như vậy. Đùi đĩa bên ngoài trông rất là bóng. Rồi tiếp tới mình kiểm tra vành bánh đi. Vành bánh Mavic. Phải nói cái cặp vành bánh xe này nó đẹp quá các bạn, mà nó chắc chắn nữa. Cái cặp vành bánh này mình thấy bán nó rất là cao tiền nè, cầm cũng vậy, rất là cứng cáp, rất là chắc chắn luôn. Dạ, cặp vành bánh này bằng nhôm ạ. Khung sườn của chiếc này thì bằng carbon, còn cam xe cũng vậy, cam lá hẹ rất là to. Còn cái trục xe Mavic rất là đẹp luôn nè các bạn, mới tinh hả, cam lá hẹ cực kỳ to luôn. Để mình quay thử cái cối nổ của chiếc xe này cho các bạn nghe. Để xem giò dĩa của chiếc này đời mấy ngàn đấy. Shimano 6800. Vậy cách đây 10 năm về trước thì cái Ultegra 6800 này nó có cao nhất không? Để xem cái ngàm thắng của chiếc xe này coi nó có lai không hay là nó cũng đồng bộ. Dạ, nó cũng là Ultegra luôn. Ngàm thắng thì trông còn quá xa đẹp. Phần phía sau thì mình đã xem hết rồi. Còn bây giờ mình tiếp tục kiểm tra phần phía trước. Từ cổ xe, bô tăng,
và ghi đông. Cỗ xe và bô tăng rất là đẹp luôn. Hình như khung càng bằng carbon thì phải. Tay lắc của anh nào đây? Chỗ này thì cũng có hơi chày, hơi cũ một chút. Rồi vậy là đồng bộ của U Tiệt Ra luôn rồi. Chiếc này nguyên bộ rúp U Tiệt Ra, không có lai. Trên này thì có hơi chày một chút. Ghi đông 3T đẹp quá. Màu sắc rất là nổi. Nếu như muốn giấu những cái dây thắng này cho nó gọn, có thể thay cái ghi đông to rồi giấu từng dây thắng này vào chắc là gọn lắm. Có vẻ như là siêu đẹp luôn. Nhưng mà thấy để vậy, ghi đông và khung sườn xe rất là hợp, rất là đẹp. Còn ngàm thắng phía trước cũng đồng bộ luôn, U Tiệt Ra. Vỏ bánh cũng không có mòn mấy. Bây giờ mình xem cái khung càng trước nữa ha. Nó láng dữ lắm, không thấy chày. Cốt xe đẹp quá. Công nhận sao mình thấy cái trục yên xe này và căm lái hẻ nó to. Mình thích ghê hồn luôn. Có vẻ như cái trục trước của bánh xe này bằng carbon luôn. Cầm xe thì có một hai cây đang kẻ màu sắc rất là đẹp. Còn vỏ bánh xe trước trông cũng còn rất là ngon. Cũng không có đến đổi quá mòn. Dạ, mình nhìn cái cặp vành bánh xe này mình khoái lắm nha các bạn. Nó đẹp lắm. Trông nó chắc chắn kinh khủng luôn á. Cầm xài lâu hết sức, nhưng mà tốt ghê luôn. Đó, cặp niền sáng trứng à, đẹp dễ sợ luôn. Còn có cả một hai cây cầm màu sắc, rất là đẹp luôn nè. Khung càng trước thì còn quá đẹp. Khung sườn cũng vậy, như là xe mới vậy các bạn ơi. Đã lắm. Đó, giò dĩa của nó nè, như là mới vậy. Có vẻ như chiếc này ít có chạy lắm hay sao á. Giáp dòng khung sườn xe rồi, vẫn không thấy chày xước hoặc sức mẻ đâu cả. Để mình chui xuống lườn, quay ở bên dưới cho các bạn xem. Dạ, còn ở bên dưới lườn xe thì cũng không có chày chỗ gì. Công nhận chủ này xài kỹ lắm. Ở dưới này có mã số. Dạ các bạn ơi, nhìn chung tổng quát chiếc này các bạn thấy thế nào? Nếu như cảm thấy thích à, các bạn ở xa thì cứ alo mình nha. Dạ xin kính chào. Dạ nãy giờ em review con này ạ. Dạ nếu như quý cô bác anh chị em và các bạn thích, muốn rước em này về thì Khang sẽ đưa em về với quý cô bác, anh chị em và các bạn. Dạ, còn bây giờ Khang xin phép tạm dừng nói lại rồi ạ. Xin quay thêm mấy chiếc còn lại ở đây cho quý cô bác, anh chị em và các bạn xem tham khảo thêm. Nếu như quý cô bác, anh chị em và các bạn có nhìn thấy thích những mẫu xe nào thì chụp hình lại gửi qua Zalo cho Khang. Rồi mình sẽ hẹn cùng xem xe nhé.
Em đang thử bộ rút điện nè. Thank you.